Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội thông tin vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam. Qua công tác tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, các nguồn tin thu thập được và kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Hải quan Hà Nội đã nhận được nguồn tin một lượng ma túy lớn từ Đức về Việt Nam. Để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, triệt phá đường dây tội phạm ma túy, lãnh đạo Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy đã đề xuất lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội xác lập chuyên án HP524 do Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội để đấu tranh với tội phạm ma túy vận chuyển trái phép từ Đức về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài. Chuyên án được Cục Hải quan Hà Nội xác lập ngày 30 tháng 5. Chỉ 4 ngày sau đó, đến ngày 4 tháng 6, ban chuyên án đã theo dõi đường đi của lô hàng và bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ khoảng 179kg ma túy tổng hợp MDMA. Đây là chuyên án điển hình nổi bật có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1960, có quốc tịch Anh và cư trú tại London, Vương quốc Anh, chỗ ở hiện nay tại phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội, về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo quy định tại Điều 189 khoản 3 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đội thủ tục hành lý nhập khẩu, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an thành phố Hà Nội, giám sát đối với hành lý hàng hóa của người xuất nhập cảnh qua đường hàng không. Hành khách Nguyễn Thanh Huyền nhập cảnh vào Việt Nam sau khi lấy hành lý tại băng tải, Huyền đi vào cửa số 2 và không khai báo hải quan. Khi thực hiện soi chiếu hành lý của Huyền, đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nhiều tệp giấy nghi là ngoại tệ nên đã yêu cầu Huyền vào phòng kiểm tra hải quan để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra, trong hành lý của bà Nguyễn Thanh Huyền có 215.000 tiền GBP bảng Anh. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Thanh Huyền và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ vật chứng thu giữ đến Công an thành phố Hà Nội để điều tra làm rõ. Ngày 1 tháng 7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua mạng với tổng số tiền đánh bạc hơn 100 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 30 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị triển khai 6 tổ công tác đồng loạt tiến hành triệu tập Trần Minh Quang, sinh năm 1978, trú ở tổ 64, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, cùng với 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet để đấu tranh. Qua đấu tranh xác định, Quang là người cầm đầu đường dây cá độ, tổ chức đánh bạc cho nhiều người tham gia. Quang đã mua 2 tài khoản siêu tổng của một tài khoản Telegram trên mạng xã hội rồi lập ra 4 tài khoản tổng giao cho 4 đối tượng cấp dưới điều hành. Chỉ trong thời gian ngắn từ cuối tháng 5 năm 2024 đến nay, Quang đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Tiền thắng thua của các đối tượng đánh bạc thực hiện thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Tang vật tài liệu thu giữ liên quan đến chuyên án gồm 150 triệu đồng tiền mặt, một bộ máy vi tính để bàn, một MacBook Air, một máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều số tài khoản ngân hàng, tài liệu chứng cứ khác. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Ngày 1 tháng 7, Công an huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ TMV sinh năm 2001, trú ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và MVP sinh năm 1992, trú ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 29 tháng 6, trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 9, đoạn qua địa phận xã Đắk Rông, huyện Đắk Rông, lực lượng Công an huyện Đắk Rông đã đón dừng kiểm tra 2 đối tượng kể trên và phát hiện 2 khẩu súng quân dụng. Các đối tượng khai nhận vừa mua 2 khẩu súng với giá 34 triệu đồng từ một người đàn ông không rõ danh tính tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vụ việc đang được Công an huyện Đắk Rông tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, đã xảy ra vụ sập hang nghi là do khai thác vàng trái phép. Khi xảy ra vụ việc, có 3 người đàn ông có mặt tại hiện trường là anh Ma Văn Thế, sinh năm 1985, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, Triệu Văn Xuân, sinh năm 1985, trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bàn Toàn Lưu,
sinh năm 1989, trú tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn. Khi những khối đất đá lớn ập xuống vùi lấp cửa hang, chỉ có bàn toàn lưu chạy thoát ra ngoài được và bị gãy tay, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Còn hai người là Ma Văn Thế và Triệu Văn Xuân bị mắc kẹt trong hang. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương và phối hợp với Công an tỉnh Bắc Cạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn tìm kiếm người mất tích. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, đã đưa được Triệu Văn Xuân ra ngoài, tình trạng sức khỏe tốt, tỉnh táo và nói chuyện bình thường. Còn Ma Văn Thế chưa xác định được vị trí, tình trạng sức khỏe. Vị trí hang động, địa hình hiểm trở, vách núi, cách đường đi 500m và không thể sử dụng máy xúc, máy cầu tiếp cận hiện trường. Trong khi đó, lượng đá vùi lấp cửa hang lớn, đá to hơn 100m khối. Hiện được lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng kích thủy lực để nâng đá và dùng các biện pháp thủ công để tìm kiếm nạn nhân. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thôn 2, xã Đức Liễu khiến một người tử vong. Nạn nhân là Trịnh Minh Tuấn, 19 tuổi, ngụ huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 30 tháng 6, sau khi nhậu xong tại một quán karaoke trên địa bàn xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Nguyễn Văn Ninh, 32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cùng Lê Trọng Thuận, 32 tuổi, ngụ xã Đức Liễu, đi đến vựa sầu riêng AD tại thôn 2, xã Đức Liễu để gây sự quậy phá. Sau khi bị những nhân viên làm việc trong vựa sầu riêng đuổi ra ngoài, Ninh và Thuận được một số người bạn đưa về nhà. Tuy nhiên đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, Ninh mang theo một con dao tiếp tục tìm đến vựa sầu riêng để đánh người. Khi tới trước cửa, thấy Trịnh Minh Tuấn vừa làm việc xong đi từ trong vựa ra, Ninh đã lao đến dùng dao đâm vào người Tuấn, khiến Tuấn gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Ninh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong sau đó. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.